Loa SUV JBL thuộc dòng series MRX500 với cái model là MRX518S, một trong những cái sản phẩm phân khúc mà được nói là anh em rất ưa chuộng, với kiểu dáng đằng trước rất là thon gọn mà không cồng kềnh. Đây là cái chiếc củ bát anh em ạ, nó còn ống ánh 7 màu. Đối với cái chiếc SUV này thì chạy cái củ bát là 2044G 4 ohm. Cái này là Margin USA nhé, nó có hai đời bát là USA và Mexico. Thì cái đời USA này của chúng ta nó sẽ được đạt chất lượng hơn và xịn hơn, anh em nào cũng chỉ thích USA thôi. Và đây, nói chung là nó còn rất là đẹp, đẹp thật sự luôn. Anh em nhìn này, mã này, đó, mã nhá. Ok, hàng còn zin đét nhá, để đến đây, không có là nó xước mất. Keo JB thì ta nhìn cái ta biết ngay. Đó, và nguyên vẹn zin đét phẳng view keo JB còn rất là đẹp, đẹp ạ, đẹp. Em sẽ quay rất là kỹ luôn ạ. Nói chung là chiếc SUV này để anh em chơi thì không có gì phải lăn tăn rồi. Tuyệt vời quá. Gân còn rất đẹp, từ những con ốc cũng còn rất là đẹp. Đó. Và cái lớp gang sáng bóng, không ố yếc gì cả. Thật sự tuyệt vời. Và đặc biệt là với chất lượng màng của JB thì chúng ta thấy là nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái màng bình thường. Nếu như kể cả loa có làm hàng loại 1 không thể có được cái chất lượng màng như thế này. Lớp keo JB là keo đặc trưng anh em nhé. Đây. Đối với hầu hết tất cả những cái keo của JB là keo đặc trưng. Và đây là một chiếc loa zin, cho nên là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được là cái lớp keo này nó còn nguyên bản. Đó, rất đẹp, đáng đồng tiền bát gạo. Ở đây là loa SUV JBL, về đằng sau thì là một quả SUV EV Yamaha. Thì anh em sẽ thấy rằng cái quả Yamaha nó rất là to, rất là to, trong khi đó đôi cặp SUV JBL này thì nó lại rất là gọn gàng. Đó, thùng rất là sâu. Thùng SUV càng sâu thì tiếng bát càng sướng anh em nhé. Trong khi đó thì đây là sản phẩm chính hãng, nguyên bản, tem này vẫn là tem nhôm anh em nhé. Cái tiếp theo nữa đây, thùng sơn cát. Sản phẩm này thì còn rất là đẹp, đẹp đến 90%. Margin USA nhé. Nó có hai đời, là một là USA và hai là Mexico. Thì ở đây là em làm Margin USA, còn rất là đẹp. Thùng thiếc thì anh em cũng đã nhìn thấy rồi. Đó. Chất âm của dòng này thì được đánh giá rất là cao, rất là sâu. Và vẫn phải nói một điều rằng là đối với JBL thì cái tiếng súp của JBL rất là hay. Nó động lại ở trong ngực của mình và rất là êm ái mà lại rất là chắc tiếng, sâu lắng. Đây, bên này sẽ nhìn thấy dễ hơn. Nó sẽ có còn rất đẹp anh em ạ. Những cái này thì nó quá trình hơi cọ, hơi sức sát một chút. Nhưng mà về nhìn về tổng thể thì quả SUV còn rất là đẹp. Hàng chính hãng anh em nhé. Thì cũng như anh em, em mời mọi người chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta vừa lắng nghe cũng như là vừa xem những cái hình ảnh ở bên trong mà em có quay, em sẽ đưa lên trên video để anh em cùng thấy. Thì thật sự ra mà nói là chất lượng âm thanh của nó rất là tuyệt vời. Đó. Đối với JB thì thật sự là không thể ba hoa được và cũng không thì không cần phải giới thiệu quá nhiều về JB. Đối với cái loa này thì cũng được sử dụng một củ bát 50 18, mà là 50 rồi ạ. Dòng này là dòng ở dưới của cái, nó là nôm na là cái nền, cái đế của cái chiếc MRX515. Đấy, 515. Tức là nôm na là cái cặp anh em nó đang chạy cặp 515 thì đi với SUV 518 này là tuyệt vời, được ghép với nhau nhá. Sản phẩm này thì được để một cái cọc ở trên này để chúng ta có thể cắm cái loa 515 hay các cái loa nào đó ở trên mà chúng ta có thể muốn cắm. Rất tuyệt. Tiếng súp rất hay mà không hề ồn ào. Dòng này thì cũng có thể sử dụng cho gia đình hay là ở ngoài đều ok. Phù hợp là anh em có thể chơi cả những bản Bolero hay DJ đều được. Em sẽ tắt full đi để anh em cùng nghe nhé. Tiếng súp đi rất xa, càng ngồi xa nghe càng thích. Trong khi đó thì anh em ở gần nghe cũng không hề bị ù tai. Đó, càng ở xa nghe càng thích. Đó. Anh em hãy đeo tai nghe vào để chúng ta nghe, bởi vì là nếu như nghe bằng loa điện thoại bình thường thì không thể nghe được.
với những cái quả súp mà nó đẹp như vậy, đẹp như hình ảnh anh em đang nhìn thấy, thì giá thì thực sự là để thừa những quả như này thì rất chi là tuyệt vời, còn gần như mới mà. Đấy. Giá mới đâu đấy nó rơi vào tầm hơn 40 triệu đấy. Trong khi đó giá bãi anh em chỉ bằng chưa đến một nửa đấy. Chưa đến một nửa của cái quả súp này thôi. Thùng rất sâu. Ok, vừa rồi là em cùng mọi người chúng ta cùng có quay cũng như là cùng vừa test cái chất lượng của cái quả súp này rồi. Anh em cũng được nghe thấy tiếng. Anh em có nhu cầu thì cũng hoàn toàn có thể liên hệ bên em qua số điện thoại là 0345 265 888 ạ. Chân thành cảm ơn anh em đã có theo dõi video clip này.